Vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, CEO của Godit, anh Trần Việt Hùng, đã có một buổi giao lưu về cơ hội làm việc cho công ty khởi nghiệp Mỹ tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Chỉ sử dụng tiếng Anh, đó là một yêu cầu bắt buộc để các bạn trẻ thể hiện khát khao được học hỏi và phát triển bản thân. Thì tôi muốn có một cái trao đổi với tất cả những cái bạn trẻ mà có ý chí làm giàu, có ý chí vươn lên, tiếp cận những cái công nghệ mới, tiếp cận những đường lối mới để nó thay đổi cái tư duy mà chúng ta đang bị ăn hẳn là cứ đi làm, sau đấy phải là công chức, sau đấy rồi mới kiếm tiền, rồi đến cái ngày nào tích lũy đủ, bây giờ hãy bứt phá ra theo cái cách là nếu anh thực sự mạnh dạn, anh hãy làm chủ ngay từ đầu. Đây là một trong những bước vận động mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam khi đưa các startup nổi tiếng tới gần hơn với các bạn trẻ, giúp họ xây dựng những vốn tư duy sâu sắc, sẵn sàng chuẩn bị cho mình những kỹ năng, trí thức cần thiết để đáp ứng được những thách thức mà làn sóng khởi nghiệp đang mang tới.